cái đấy nữa anh. Cái đấy à, để đứng ở dưới này. Người Mông bên Trung Quốc hiểu chứ nhỉ? Người Mông có phải có chữ viết riêng không anh? Thấy bọn thấy mấy thằng nó viết chữ như ở tiếng Anh ấy. Chữ viết riêng ấy. Thôi tí xây bên kia để hòn đấy sau cũng được. Tí xây bờ tường bên kia ốp vào ấy. Thì để hòn đấy bên sau. Hòn đấy sau để đơn giản. Không muốn làm khó. Đặt một hòn đá to lên đỉnh ấy. Sáng làm sớm không anh? Mấy giờ nào? 6 giờ làm đến mấy giờ? 7 rưỡi. Ngày sáng nhau một buổi 4 tiếng thôi nhỉ?
đã nằm nặng rồi, đã làm việc nặng rồi lại còn mẹ thêm thời gian. Còn mấy ông cơ quan nhà nước thì làm việc nhẹ ngay về sớm. Thế hai anh bên kia là cũng Hà Giang hay ở đâu? Hai anh là Thanh Hóa. Tự nhiên gặp rồi, không đi cùng hội à? Không đi cùng hội Hà Giang riêng à? Tập thể dục rồi chú? Bị chú bị tai biến à? Đi được tốt nhỉ? Thế xây nhiều thế con béo thế. Chắc kiểu thể chất nguyên nó thế nhỉ. Lao động nhiều vất vả cũng béo đúng không? Đây là cái máy gì? Hả? Đây là cái máy gì? Đây máy quay. Máy quay à? Máy quay ra à? Thế là đi tình báo đấy à? Tình báo. Tình báo xem có đông đạc không đấy à? Không sao. Không sao đâu. Nhưng mà cái này hay đấy nhỉ? Hay mà. Thế em không nói anh biết đâu, sao không biết đâu nhỉ? À, không, có biết nhưng mà nó cũng không loại thì nó biết tí mà. Nó biết tí mà nó không biết là 300 mấy. Nó gắn xe máy thì gắn đâu thì ngắn. Ngắn xe, à cái đấy khác. Cái đấy khác mà cái đấy khác cái này. Cái này gần chục triệu. À, ấy giờ. Thì nó phải có cái...